tiêu rồi mà nó chạy đâu mất hay sao? Nó chỉ có báo sạc thôi. Trên này không có nhận. Không nhận gì hết. Rồi ok. Ôi cũng chạy mà không biết chạy đi đâu. Bây giờ giờ nó mới tính nhận mà nó nhận đây. Tại tại bây giờ á mình không biết là cái máy in này kết nối đúng cổng hay chưa. Tại ở đây thấy lệnh á, nãy em bấm bâu thì nó dừng lại. Nhưng mà em thả ra cho nó chạy tiếp thì đúng là nó lại chạy tiếp. Tắt được rồi.